Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Muội Audio. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Hôm nay, muội sẽ review tiếp tập 5 của bộ truyện Phế vật 3 năm lột xác trên con đường trở thành cường giả ở tập trước. Dương Khai sau khi trợ giúp Ngưng Thường có được cửu âm Ngưng Lộ đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu sống thực vật. Nào ngờ thời khắc nguy cấp thì hắn đã cùng với Ngạo Cốt Kim thân triệt để dung hợp để cho thương thế hoàn toàn hồi phục hơn nữa thực lực còn tăng lên. Hãy cùng muội đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Hai ngày sau, trong một tòa khách điếm phụ cận Hắc Phong Lâm, khi Dương Khai đang ngồi xếp bằng tu luyện thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, mời vào. Người tới không ai khác chính là Mộng lão đầu, trong tay lão còn mang theo một cái bát thuốc, ta mang đến cho ngươi một ít dược vật hồi phục đây, đa tạ Mộng lão. Tiểu tử, ta còn vài chuyện muốn hỏi ngươi một chút, thành thật trả lời cho ta, là về chuyện phát sinh trước lúc ngươi té xíu, hả? À, tiểu sư tỷ không nói cho lão biết sao? Mấy hôm vừa rồi nó chỉ lo quan tâm đến vết thương của ngươi, vì thế nên ta không hỏi rốt cuộc là người nào chết trong thung lũng còn có là ai đã tấn công các ngươi ừm việc này nói ra thì rất dài dòng bắt đầu kể từ khi ta rời khỏi tông môn đi rất nhanh sau đó dương khai đã đem sự tình một năm một mười kể lại cho mộng lão chỉ những thứ này thôi sao ừ toàn bộ chuyện xảy ra như thế tuy nói là ta làm liên lụy tới tiểu sư tỷ tuy rằng tất cả nguyên nhân là do ngươi gây ra nhưng cũng không phải lỗi của ngươi ngương thường cũng không bị thương ngươi không cần ái náy khạc khạc huyết chiến bang long tại thiên các ngươi được lắm lão phu nhớ rồi hai ngày sau khi dương khai thương thế đã hoàn toàn bình phục thì ba người liền lập tức rời đi anh khai đương nhiên là sẽ không đi chung với mộng lão nên liền cáo biệt như vậy nhé mộng trưởng quầy tiểu sư tỷ lần này cáo từ trước ừm lần này nhờ có ngươi lần sau ta sẽ tới cảm tạ sau dương khai vừa mới rời đi mộng lão đã nheo mắt mà nhìn về ngưng thường uy hiếp sau khi trở về ngươi phải lập tức bế quan vừa mới tấn cấp cần củng cố tu vi không cho phép tơ tớ tưởng tới tiểu tử kia biết không hả? Ê, còn sư phụ người tính làm gì? Mộng lão nhớ lại những lời Dương Khai đã kể sắc mặt đen lại, tới huyết chiến bang đòi nợ, dám động vào đồ đệ bảo bối của lão phu, chúng bay xong gọi. Một hồi sau mỏ quãng huyết chiến bang, bên trong một phòng nghị sự có một vài thân ảnh đang ngồi trên ghế bàn bạc công việc. Chuyện vật vãnh tạm thời không đề cập tới, việc phá giải cấm chế ở khu vực khai thác mở như thế nào rồi, ngồi trên chủ vị một nam tử trung niên tóc vàng, thần du cảnh tầng 7 Hồ Man. Thứ cấm chế kia nhất định có huyền cơ, lại chôn sâu dưới lòng đất hơn 10 trượng. Cái này còn phải cảm ơn may mắn của mỹ nhi tiểu thư của chúng ta, đúng vậy, mỹ nhi tiểu thư tuy niên kỷ còn nhỏ nhưng nhãn lực thật phi thường. Mỹ nhi cô nương tâm hồn to tròn người cũng đẹp, không biết sau này ai có phúc phận cưới được tiểu thư, bang chủ thân phận phi phàm, nữ tử trong thiên hạ đều ái mộ mà tới, nghe mấy lời này sắc mặt của Hồ Man nổi đầy hắc tuyến, đúng là một đám nịnh hót. Đúng lúc này như cảm ứng được cái gì hồ man sắc mặt đại biến nhìn ra bên ngoài, có cao thủ tới, lời vừa dứt Cả phòng nghị sự trong nháy mắt liền rung động kịch liệt, âm thanh quát lớn từ bên ngoài vang lên, long tại thiên ở đâu cút ra đây cho ta. Cảm nhận được sự hung bạo trong tiếng hét kia cả đám người của huyết chiến bang đồng thời đứng bật dậy, lai giả bất thiện. Chúng ta ra xem, vừa mới ra cửa chính là đã thấy thân hình của mộng lão đứng đó, khí chàng một người có thể làm gỏi hết thảy. Thần du cảnh đỉnh phong ư, chẳng lẽ là trưởng môn lăng tiêu các? Không phải là trưởng môn lăng tiêu các, nhưng còn khó đối phó hơn cả hắn, xin hỏi đại danh của tiền bối. Mộng lão không muốn nhiều lời ánh mắt híp lại lộ ra tia sắc bén, ngươi là long tại thiên ư, không, tại hạ là bang chủ huyết chiến bang hồ man, không biết tiền bối. Cút đi, không phải long tại thiên thì tranh cái mõm vào làm gì, ta đến tìm long tại thiên ngươi điếc sao hả? Không nghĩ tới bình thường mộng lão luôn nói chuyện nhẹ nhàng, mặc dù có chút xảo trá nhưng không ngờ lão còn có một mặt bá đạo như thế này. Cẩu nhân long tại thiên, không mau lăn ra đây cho lão phu, hồ man bị mộng lão không để ý cả người vã ra từng đoàn mồ hôi hột, vị tiên bối này, có chuyện gì thì có thể từ từ nói mà. Nói đại gia mày ấy, kêu long tại thiên lăn ra đây, hôm nay không thấy người lão phu sẽ huyết tẩy huyết chiến bang, hồ man nắm tay siết chặt lại. Hắn một mực nhượng bộ nhưng không có nghĩa là mặc người khi dễ, trong lúc hắn chuẩn bị trở mặt thì đúng lúc này thanh âm của long tại thiên vang lên lão thất phu đừng càn rỡ đây là huyết chiến bang còn chưa tới lượt ngươi dương oai đâu lão ta vừa mới dứt lời thì thân ảnh của mộng lão đã nhanh chóng đánh đến con rùa đen nhà ngươi rốt cuộc cũng đã chịu hiện thân rồi mộng lão vung tay đánh ra một trưởng long tại thiên cũng vung tay một trưởng đối kháng vừa mới giao đấu khí thế của long tại thiên đã bị mộng lão đánh sập thân hình vừa mới lùi lại về sau thế công tiếp theo của mộng lão đã tới chỉ trong nháy mắt long tại thiên đã ăn liên hoàn đấm của mộng lão nằm ngã sóng xoài dưới đất khi mộng lão chuẩn bị táng thẳng một đấm lên mặt lão già này thì hồ man đã không nhịn được bèn ra tay ngăn cản tiền bối người thứ nhất là đả thương người không tốt lắm đâu mộng lão hừ lạnh hất vang tay của hồ man ra thân hình của lão không chút do dự xuất hiện bên cạnh long tại thiên đấm cho lão ta một đấm đám trưởng lão xung quanh của huyết chiến bang thấy thế vội vàng động thủ nhưng tên nào đến liền bị mộng lão một đấm đấm bay hồ man kinh hãi hét ầm lên Dừng tay, tất cả dừng tay đi, tiền bối tạm thời bớt giận đã. Long Tại Thiên mặt mày sưng húp lên mặt già vô cùng ủy khuất nói, xin hỏi tôn giả đến cùng là thần thánh phương nào. Long mỗ đắc tội với ngài khi nào, ngươi lại muốn như thế làm nhục ta, hừ, ngươi không động vào ta, cũng không trêu chọc ta. Cái gì, ta không động vào ông, cũng không trêu chọc ông, ông lại đánh người thành bộ dáng này, già rồi nên tưởng muốn làm gì thì làm hả. Hừ, tức giận cái gì, Đãi ngộ của ngươi lúc này chính là đãi ngộ mà đồ nhi bảo bối của ta đã trải qua vào đêm hôm đó. Cái cái gì? Đồ nhi của ngài ư? Tôn giả có thể nói rõ ràng một chút được không? Hừ, ngay cả đồ nhi của lão phu cũng dám động, không còn gì để nói. Đến âm tào địa phủ tự ngươi tới hỏi thằng cháu đáng chết của ngươi Long Huy xem đã làm những chuyện gì, Long Huy làm sao vậy? Ngươi nói hắn làm sao? Long Huy thiên tính háo sắc, nghĩ làm gì đấy, vị đồ nhi kia chắc là một nữ tử xinh đẹp. Long Huy cũng quá không biết tốt xấu, thậm chí ngay cả đồ đệ của cao nhân này cũng dám xuống tay. Hôm nay lão phu đến chỉ vì lấy mạng của ngươi, để ngươi biết rằng có vài người ngươi không thể đắc tội, chết đi." Nói rồi mộng lão vung tay đánh ra một thủ ấn, trên bầu trời của huyết chiến bang một bàn tay to lớn ầm ầm giáng xuống, toàn bộ cường giả của huyết chiến bang kinh hãi thét lên, nhưng tất cả chỉ là tiếng thét trong tuyệt vọng. Cùng lúc đó tại chợ Hắc Sơn, anh khai sau khi chia tay với mộng lão cùng hạ sư tỷ liền đến đây bày ra một tiệm hàng thu mua hạt giống. Chờ mãi mà chẳng có ma nào ghé thăm, đang ngồi vẩn vơ mơ về những nụ hôn trước đó thì đúng lúc này bộ đôi bầu sữa xuất hiện trước mắt. Ngươi muốn thu mua hạt giống sao? Dương khai giật nảy cả người, thì ra là một nữ tử mặc đồng phục lăng tiêu các ghé thăm, người gì đâu mà to tròn vậy này, đúng. Nữ tử từ trong túi đổ ra một nắm hạt, ta có, chỉ là không biết ngươi có trả được giá không, vậy còn phải xem vị sư tỷ này có loại hạt giống gì. Ngươi xem đi, là địa cấp trung phẩm, ngươi bán giá bao nhiêu, một ngàn lượng, hả, cái này rõ ràng là muốn làm thịt ta đi, một hạt giống mà một ngàn lượng, bớ người ta giết người. Hạt giống địa cấp trung phẩm sau khi thành thục tác dụng khá nhiều, trong mắt người biết nhìn hàng nó không chỉ một ngàn lượng đâu, xí, ngươi cũng phải nghĩ là đợi nó thành thục cái này phải đợi đến năm nào đây. Nếu đã muốn hạt giống đương nhiên phải kiên nhẫn đợi nó lớn lên rồi, ta vì nó thế nhưng là chịu không ít đau khổ, thử nghĩ ngươi là người bán xem, tốt, cũng là đồng môn. Dương Khai đắn đo một hồi nhưng sau cùng vẫn là buộc bụng đưa tiền mua, dù sao thì đối với hắn một ngàn lượng một hạt cũng không quan trọng bằng thực lực tăng lên. Nhưng đúng lúc này, từ nơi xa vang lên thanh âm nổ đùng sau đó mặt đất rung chuyển dữ dội, trời ơi, đánh nhau rồi, động tĩnh này chỉ sợ là mộng vô nhai đi tìm kẻ thù đi nha. Lão mộng vô sỉ kia đi trả thù lần này huyết chiến bang thiệt hại lớn rồi, đang còn suy tư thì cùng lúc vài thân ảnh lao vụt qua đường lớn là đám người chấn thủ có lẽ có náo nhiệt tranh thủ thời gian qua đấy hóng hớt thôi không nghĩ tới lần này mộng lão đầu làm lớn chuyện như vậy cuối cùng kết quả sẽ như thế nào đây nhỉ he 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 lại nói tới khu mỏ quặng của huyết chiến bang lúc này sau khi hứng chịu một trường khủng bố của mộng lão toàn bộ nhà cửa xung quanh đều đã sụp đổ mặt đất nứt toác hình thành một cái hố sâu cực lớn đám người hồ man thì đang không ngừng run rẩy bên trong hố không nghĩ tới người này thực lực lại cường đại như thế vũ kỹ của hắn uy lực phi phàm chỉ sợ là huyền giai vũ kỹ trở lên thấy hiện trường cũng đã kha khá mộng lão vừa định thu tay trở về nào ngờ bỗng biến cố phát sinh từ dưới hố sâu bỗng có hai đoàn lăng lượng băng hỏa từ từ bốc lên ngay sau đó mặt đất nổ tung ra một tiếng long ngâm cùng tiếng phượng hót vút thẳng mây xanh một rồng một phượng cuốn lấy nhau mà phóng thẳng lên bầu trời là thú hồn ư yêu thú có thực lực siêu phàm sau khi chết thần hồn bất diệt thời cơ thích hợp vẫn có thể để trùng sinh. Nhưng mà hai thú hồn này không có hồn phách, dường như chúng chỉ do năng lượng hội tụ mà hình thành long phượng ấn, nói cách khác, nơi này có chút cổ quái. Sau khi hai cỗ năng lượng kia bay đi, để lại nơi trung tâm hố sâu một cái động thiên sâu hóm không thấy đáy, toàn trường ai nấy đều kinh ngạc đến trận mắt há hốc mồm. Đây là truyền thừa động thiên ư, truyền thừa động thiên, đó là một không gian thần diệu do một vị cường giả công lực cao thâm trước khi chết đã dùng tu vi cả đời ngưng luyện mà thành. Hồ Man sắc mặt vô cùng kích động, chỉ sợ hai phái khác ở gần đây đều đã bị kinh động, tiên hạ thủ vi cường. Hồ Man vừa định nhảy vào động thiên bỗng đột nhiên bị một cỗ năng lượng bài xích làm hắn không cách nào có thể nhảy xuống tiếp, mộng lão ở một bên không nói gì mà hừ lạnh, bang chủ ngươi đây là. Xảy ra chuyện gì vậy, Hồ Man còn chưa hiểu tại sao thì ở trên bầu trời vài cỗ khí tức mạnh mẽ đã lăng không mà đến, người của lăng tiêu các, phong vũ lâu đồng thời xuất hiện. Hồ Man thấy người đến thì tối mặt, đây là khu mỏ của huyết chiến bang, chư vị không mời mà đến e là không hay nhỉ. Hồ bang chủ, hai phái chúng ta kề vai đã mấy trăm năm, các người gặp chuyện khó bên ta nhất định sẽ không chối tử. Nghĩ đến lăng tiêu các chư vị đến đây cũng là vì muốn trợ giúp đi, phong vũ lâu chủ, tiêu nhược hàn. Hợp lý, hồ bang chủ, truyền thừa động thiên tuy pháp bảo vô số nhưng lại hung hiểm vô cùng, huyết chiến bang thân cô thế cô, chi bằng ba phái chúng ta liên thủ thăm dò, thế được không? Dựa vào đâu chứ, đây là kho mỏ của huyết chiến bang ta, cấm chế cũng do cao thủ của bang ta phá giải, các ngươi có tư cách gì để vào đây chứ? Nghe lời nói của hắn, Mộng lão vẫn luôn im lặng tức giận quát, cấm chế là do lão phu giải trừ, nếu không phải nhờ lão phu các ngươi làm sao có thể phát hiện cái truyền thừa động thiên này hả? Chỉ là, hồ bang chủ chớ vội nóng giận, chúng ta thương lượng một chút làm sao để tiến vào truyền thừa chi địa đi. Hai canh giờ sau, sau khi các cường giả đỉnh tiêm bàn luận kỹ càng cùng thăm dò, cuối cùng đã đưa ra kết luận là mỗi tông phái sẽ chọn ra số lượng đệ tử trẻ tuổi tham gia, đệ tử của ba phái mau chóng xếp hàng. Dương Sư Huynh, các ngươi cũng tới hả? Chuyện lớn như vậy, tất nhiên chúng ta phải tới để xem náo nhiệt. Mấy ngày trước Sư Huynh đi đâu mà biệt tam suốt 20 ngày vậy, đi ra ngoài làm chút việc ý mà, yên lặng, tất cả yên lặng hết cho ta. Truyền thừa động thiên lưu truyền đã lâu, toàn vương triều đại hán này trong một nghìn năm nay cũng chưa xuất hiện một lần. Bên trong có linh đơn rượu dược, có công pháp bí kíp, có thiên tài địa bảo, quan trọng nhất là truyền thừa của cao nhân nó. Nhưng mà nơi này ngăn cản những kẻ trên 30 tuổi, cũng ngăn cản những kẻ có tu vi thần du cảnh đi vào. Tại sao lại thế chứ? Vài đệ tử qua 30 tuổi ai nấy đều luyến tiếc mà nháo nhác cả lên, chớ có om sòm. Cái này là quy củ của vị cao nhân kia lưu lại, hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, ngoài ra chính là quy củ của Lăng Tiêu các chúng ta. Đệ tử Từ Khai Nguyên cảnh trở xuống không cho phép tiến vào. Người không đủ điều kiện giải tán đi ngay tại chỗ. Rất nhanh sau toàn bộ đệ tử không phận sự đều đã bị ép trở về tông môn, còn dư lại hơn 300 người, những người không dám tiến vào đấy thì hiện tại cũng có thể rời khỏi. Tông môn sẽ không cưỡng cầu các ngươi tiến vào cái động thiên truyền thừa kia, hết thảy đều là tự nguyện, sống hay chết không oán thán người khác. Còn một việc nữa, mặc dù động thiên mà chỉ có một số lối vào nhưng sau khi tiến vào bên trong thì vị trí mỗi người đều không giống nhau, khả năng một mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngoài ra, chẳng những phải cẩn thận đề phòng cả bẫy và cấm chế bên trong, mặt khác cũng phải đề phòng đệ tử hai phái khác, không khéo tìm được bảo bối rồi lại vô phúc tiêu thụ. Đệ tử của Lăng Tiêu Các nếu gặp nhau trong đó phải giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng vượt qua hoạn nạn, rõ cả chưa. Vâng, hãy giải tán trước đã, các người hãy đi tìm chỗ nghỉ ngơi, khi nào đến lúc ta sẽ triệu tập lại. Đám người vừa tán đi Lý Vân Thiên đã vội chạy tới mang theo một bộ dáng ủy khuất, "Tô thiếu, Dương sư huynh, để không được vào rồi." tu vi chưa đạt đến khai nguyên cảnh a à. hừ ai bảo ngươi bình thường không cố gắng tu luyện đáng đời để xem dương sư huynh đi mỗi ngày đều siêng năng khổ luyện người đến sau lại ở trên đến nay đã là khai nguyên cảnh tầng mấy rồi ý nhỉ tầng 7 rồi đấy thấy chưa tầng 7 rồi kia kìa hả cái gì tầng 7 ư cả đám nhìn dương khai sắc mặt tối sầm lại giống như nhìn quái vật chuyện gì vậy tô mộc khuôn mặt ủ rũ chán đời đệ vẫn phải tranh thủ mà tu luyện thôi Dương Sư Huynh cũng nghỉ lấy sức đi, để không quấy rầy nữa. Khổ thân hai thằng đệ, nhất là thằng em vợ Tô Mộc ban đầu còn định lấy anh khai giao ai với đám đàn em một chút, ai ngờ khi nghe hắn nói ra tu vi thì hết hồn à. Đúng là người so với người tức chết người, bảo sao sau này lại cướp được trái tim của tỷ tỷ hắn, nhưng mà đó là chuyện sau này cơ hí hí. Dương Khai tìm một chỗ trống sau đó liền ngồi xếp bằng tu luyện, hiện tại trong đan điền có gần 50 giọt dương dịch, chắc là đủ rồi chỉ là không biết bên trong truyền thừa động thiên đó sẽ gặp phải những nguy hiểm như thế nào. Không biết qua bao lâu, âm thanh từ bên ngoài vang lên, đệ tử các bang phái tập hợp, đệ tử ba phái nhau nhau tập hợp sau đó theo sắp xếp mà nhảy xuống truyền thừa, mong là sau khi vào trong chúng ta có thể gặp mặt thì tốt rồi, nhưng sau khi tiến vào màn sáng kia, nơi đặt chân của mỗi người đều không giống nhau, khả năng gặp được nhau là rất khó. Cái kia vậy thì sau khi tách ra gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ, hiện tại mới cảm giác được nguy hiểm trong đó a. À, sắp đến lượt của chúng ta, sau khi đi vào mong là có thể gặp được nhau. Tô Mộc cùng Dương Khai hai người đồng thời nhảy xuống, sau khi xuyên qua màn sáng ánh sáng chói mặt khiến hai người không thể quan sát tình huống bên dưới. Đợi đến khi bàn chân tiếp mạnh xuống đất, Dương Khai ngẩng đầu nhìn lên phát hiện bản thân đang đứng trong một hang động tối, xung quanh hắn có rất nhiều người đá khôi lỗi. Đúng lúc này ở gần đó một cái vòng tròn ánh sáng mở ra, một người từ trong đó bay ra cũng đồng thời mặc quần áo của lăng tiêu các, vị sư huynh này, có việc gì? Ồ, là Dương Khai sao? Khí động cảnh tứ tầng, Nhiếp Vịnh, mà Dương Khai cũng nhận ra người này, ta nhớ được hắn kẻ bên cạnh Giải Hồng Trần. Ta là chấp pháp đường Nhiếp Vịnh, còn nhớ rõ ta sao? Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, dù sao thì ở trong tông môn hai người cũng là phe đối địch. Lần trước tên này còn cùng Giải Hồng Trần đến vây công Tô Nhan và anh Khai nữa. Đúng lúc này thanh âm trong trẻo vang lên, hế sở lô hế sở Lily, li. hai người giật mình nhìn lại, một thiếu nữ có tâm hồn to tròn và đẹp Hai bầu sữa không ngừng rung lắc ó ép với nhau giống như muốn phá tan lớp áo, là người hả? À? Người này Dương Khai đương nhiên là quen, nàng chính là người đã bán cho hắn một ngàn lượng bạc một hạt giống mà, khí động cảnh thất tầng, lam sơ điệp, ồ, thật là trùng hợp nha. Theo thời gian trôi qua, lại có hai vòng tròn ánh sáng năng lượng mở ra, hai thân ảnh xuất hiện gia nhập đội ngũ, khí động cảnh ngũ tầng tà an, khí động cảnh lục tầng đỗ ức xương, đợi một hồi mà không còn hiện tượng, xem ra chỗ này chỉ có năm người chúng ta. Đúng lúc này mặt đất khẽ rung lắc, có địa chấn ư, Dương Khai quay đầu nhìn lại một phía thấy một con người đá không biết từ lúc nào đã đến sau lưng đỗ ức xương chuẩn bị đâm xuống. Cẩn thận, thời khắc nguy cấp anh Khai không chút do dự lao người ôm lấy đỗ ức xương nhảy qua một bên, nhưng mà bàn tay không thành thật nên đã lỡ nắm phải bầu sữa to tròn của nàng. Đỗ ức xương cả người như chết lặng đỏ bừng mặt, bỏ ra, bỏ tay ra bạn ê, nhưng mà không đợi cho nàng nói thêm gì thì một đám người đá khác đều đã động, chạy mau cả đám ai nấy đều như lắp motor vào mông cắm đầu chạy về phía trước hơi thở ồ ồ, mau, vòng qua cột đá phía trước, có thể vượt qua chúng nó. Cả đám như thấy ánh sáng ai nấy đều tăng hết tốc lực chạy về khu cột trụ, sau một hồi luồn lách giữa các cột đá, đám người đã không tìm được mục tiêu liền bỏ qua, vù, rốt cuộc cũng vượt qua rồi. Nhưng đúng lúc này nhiếp vịnh sắc mặt tái mét đi, dương khai, ngươi là tên khốn kiếp, đừng mang theo chúng nó chạy qua đây. Bởi vì đám trụ đá khá lớn che khuất tầm nhìn nên người đá không tìm được mục tiêu sẽ bỏ đi. Nào ngờ giờ khắc này anh khai của chúng ta đang bị một con người đá bám đuôi hơn nữa còn xông thẳng về chỗ nhiếp vịnh khiến hắn sắp sụp đổ rồi. Trời ơi, không thấy nó đang sắp giết ta rồi sao? Cũng chỉ còn một con này nữa thôi, chúng ta đánh nát nó. Không sai, chỉ có một con, Tà An, phiền ngươi từ chính diện kiềm chế nó. Ừm, Tà An cả người xông đến con người đá, chân nguyên dồn vào cánh tay không chút do dự đấm lên đầu người đá. Dương Khai được người hỗ trợ thì không còn chật vật như trước nữa, hắn nháy mắt với Đỗ Ức Xương ra hiệu phản kích, ba người đồng thời kết hợp rất nhanh con người đá đã bị hạ gục. Nhìn một cái lỗ lớn trên ngực người đá anh Khai hơi nhíu mày, Huyền Dương ấn có phản ứng, trong cơ thể tượng đá có bảo vật dương thuộc tính sao? Không chút do so dự Dương Khai liền ngồi xuống bắt đầu mò mẫm, Nhiếp Vịnh ở một bên lúc này mới có thời gian không ngừng chỉ trỏ quát mắng, "Dương Khai, vừa rồi tại sao ngươi lại dẫn cái thạch điêu đuổi theo sau ta hả? Có sao? Tình thế nguy cấp" làm sao quan tâm được tới ngươi chứ? Rất nhanh hai mắt của Dương Khai đã sáng lên, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một hình nộm người đá nhỏ, tìm được rồi, kim mạch đồ, đây là võ kỹ tu luyện. Không nghĩ tới trong cơ thể tượng đá có bảo vật, nhưng là chỉ có một nhân ngẫu, nên đưa cho ai đây? Cái nhân ngẫu này nhất định là mấu chốt để cho tượng đá khởi động, như vậy có lẽ không chỉ bên trong bức tượng đá này có nhân ngẫu thôi đâu. Lam sơ điệp hai mắt cũng sáng lên, ta sẽ dụ qua đây, Mọi người ở chỗ này thăm dò vài ngày, gộp đủ năm nhân ngẫu chúng ta sẽ chia lại, tốt. Đã như vậy, kế tiếp chính là thương thảo nên như thế nào chế tác, thạch điêu thực lực không kém, tốt nhất là giống như vừa rồi, một người dẫn một người đá tới, những người khác mai phục thì chắc chắn hơn. Công kích thạch nhân cần người có thực lực cao, nhưng để dẫn dụ chúng ra thực lực có thấp hơn chút cũng không sao, Dương sư đệ, không bằng đệ phụ trách việc dụ địch ra đi, cũng được. Lam Sơ điệp thấy Dương Khai dễ dàng đồng ý như vậy không khỏi nhíu mày ngươi chắc chắn không thế, không mười thành thì cũng có tám phần đi. Chỉ có đỗ ức xương là lo lắng cho hắn, dương khai, nhiếp vịnh rõ ràng là nhầm vào ngươi, không sao, cái kia, sư đệ hãy cẩn thận, nếu thật sự không được thì đổi người, được. Bàn bạc xong xuôi, dương khai liền một mình mò mẫm ra nơi tập trung của đám tượng đá. Hắn giòn ren bước đi như mèo khẽ chạm tay lên một tượng đá, răng rắc rắc. Tượng đá bị kích hoạt, cả đám tăng tốc đuổi theo dương khai, mà anh Khai thì chạy thục mạng không ngừng luồn lách đánh võng Dương Khai đang tới, các người hãy chuẩn bị đi Một lúc sau, sau khi cắt đuôi chỉ để lại một tên người đá Anh Khai liền chạy tới khu mai phục của nhóm người Cả năm người đồng thời xuất thủ rất nhanh tượng đá đã bị đánh gục Vòng đi vòng lại 5 ngày sau Tình huống mấy ngày nay xem ra cũng không phải là từng cái tượng đá đều có nhân ngẫu Sau khi thu hoạch 4 cái nhân ngẫu thì không tìm thêm được cái nào Hơn nữa thạch điêu cũng càng lúc càng khó đối phó Rất khó để tách chúng nó ra Ta cảm giác được càng ngày càng nguy hiểm. Nếu lại xuống dưới tiếp trị sợ sẽ gặp chuyện không may. Nếu không coi như hết đi, nhưng hiện chỉ mới có bốn bộ võ kỹ. Chúng ta có năm người, làm sao mà chia? Dựa theo sức lực bỏ ra của từng người mà phân chia chiến lợi phẩm. Dương sư đệ công lực thấp nhất, góp ít sức nhất. Vậy thì phải từ bỏ bộ võ kỹ này chứ nhỉ? Đương nhiên, Dương sư đệ cũng coi như có góp sức, chẳng lấy được gì thì cũng không ổn. Mỗi người chúng ta bồi thường cho đệ ấy ít ngân lượng thì thế nào? ước xương ở một bên nghe vậy không nhịn nổi nữa liền quát không được một bộ địa cấp võ kỹ sao có thể dùng ít ngân lượng đã bù đắp được dưới tình huống này với tư cách đội trưởng mới có quyền quyết định thế này đi chúng ta thử thêm một lần nữa xem có thể lấy thêm một thạch ngẫu không nếu thực sự không được đợi sau khi trở về tông môn ta nhất định sẽ nghĩ cách đền bù một ít tổn thất cho dương sư đệ dương khai nghe vậy thì sắc mặt liền âm trầm xuống vậy mà nữ nhân này chấp nhận ý kiến của nhiếp vịnh nàng ta rõ ràng là không xem trọng Dương Khai hắn. Chúng ta lại tới một lần nữa, Dương sư đệ, lại phải làm phiền ngươi rồi, được rồi. Dương Khai tuy bề ngoài là đồng ý nhưng trong lòng thì rất khó chịu, tuy hắn trước nay gian khổ nhưng rất hiếm khi bị người khác đạp lên đầu. Lam Sơ điệp xử lý việc này thật sự bất công, xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Vẫn như mọi lần Dương Khai cố gắng dẫn dụ tách đám tượng đá ra, nhưng rồi lần này hắn lại tập trung đến một con tượng đá ở phía sau. Mỗi lần hấp dẫn tượng đá khác có thể cảm giác được dường như chúng nó lại quay về bảo vệ bức tượng đá này, nhất định trong cơ thể nó cất giấu bảo vật. Vừa nghĩ đến đây Dương Khai không chạy mà tăng tốc quay đầu lại, sau một hồi tránh né các tượng đá khác, hắn không chút do so dự mà vung tay đánh lên tượng đá ở phía sau cùng. Qua cứng, không được, thời gian không còn nhiều, thấy đám tượng đá khác đã lại lao đến như muốn bảo vệ, Dương Khai cắn chặt hàm răng đem 10 giọt dương dịch trong cơ thể dung nhập vào cánh tay, đánh bạc một kích này vậy. Ầm Dương Khai đánh tan tượng đá sau cùng đó, trong tay cầm được một vật nhỏ sau đó lại tiếp tục chạy đi. Đám tượng đá ở phía sau thấy vậy lại một lần nữa đuổi theo hắn đến vị trí tập kết mai phục, các vị, một lần cuối cùng, chuẩn bị cho tốt. Một con tượng đá lao đến, bốn người đồng thời ra tay vây đánh, đám tượng đá còn lại thì sau khi mất mục tiêu liền chạy trở về vị trí ban đầu. Còn riêng Dương Khai, sau khi dẫn tên người đá kia tới hắn liền tìm một mỏm đất cao tránh né, đến đây hẳn là đủ xa rồi nhìn trong tay lúc này có một con người đá nhỏ lộ tuyết kinh mạch càng nhiều đẳng cấp võ kỹ càng cao bộ võ kỹ này nhất định là bộ võ kỹ mạnh nhất trong thạch trận này trở về thôi với tính cách của lam sơ điệp cái nhân ngẫu này nhất định phải giữ bí mật trở về vị trí tập kết mọi người lúc này cũng đã đánh xong con người đá như thế nào cuối cùng chúng ta cũng lấy được một nhân ngẫu vừa đủ cho năm người chúng ta mỗi người một cái ồ xem ra vận khí của ta không tệ lần này tất cả mọi người xuất lực không ít trước tiên đem nhân ngẫu phân ra đi, hảo hảo tu luyện một phen, sau đó rời khỏi loạn thạch cương này. Được, sau khi chia xong vậy là anh khai trong tay đã có hai bộ nhân khẩu, hắn cũng chẳng định nói cho Lam Sơ Điệp dù sao nàng ta cũng đã thiên vị nhiếp vịnh. Thời gian chớp mắt đã là ba ngày sau, năm người rời khỏi thạch trận, cuối cùng cũng thoát được, trước mặt mọi người là một mảnh rừng xanh tốt, ở trong rừng chắc có lẽ có không ít linh thảo. Tiến sâu vào trong rừng năm người bắt gặp một con hồ lớn, hồ nước trong xanh thổi hơi mát vào mặt khiến cả đám ai nấy đều sảng khoái. Bỗng tả yêu nhìn xuống dưới đất, nhìn nơi này có dấu vết nghỉ ngơi của con người, hơn nữa nhân số không ít. Vậy chúng ta mau đuổi theo, nếu phía trước là giải sư huynh hoặc là tô sư tỷ mà nói vậy thì tốt quá rồi. Nếu đệ tử ba phái từng ở chỗ này nghỉ tạm điều đó cũng đồng nghĩa là nơi này không có nguy hiểm, chúng ta mới từ loạn thạch cương thoát ra, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục, một lát nữa hãy đi tìm, sư tỷ nói cũng đúng. Như vậy theo ý của sư tỷ đi. Một hồi sau, khi đám người đang chia nhau ra nghỉ ngơi thì bỗng Lam Sơ Điệp đi đến vỗ vai Dương Khai, "Sư đệ, ngươi qua đây một chút." "Hả, à, muốn làm gì?" Đi đến sau lưng một mỏm đá lớn ở đó còn có cả Đỗ Ức Xương đang chờ đợi, "Đỗ tiểu muội." Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Dương Khai, Lam Sơ Điệp sắc mặt hơi đỏ lên nói, "Ta cùng Đỗ tiểu muội muốn ở nơi này tắm rửa một chút." "Hả, à, bây giờ lưu hành trò lưu tắm chung với nam nhân sao?" "Ngươi đang nghĩ cái gì thế?" chẳng qua muốn ngươi trông giúp, đừng để người khác chạy đến nơi này. Ồ, Lam Sư Tỷ tìm sai người rồi, việc này ngươi có lẽ tìm nhiếp vịnh mới đúng, nếu ta tin tưởng hắn còn tìm ngươi làm gì. Sư Tỷ tin tưởng ta ư, nói không chừng ta cũng sẽ dình trộm, nghe mấy lời dọa nạt của Dương Khai. Lam Sơ Điệp không những không thẹn thùng mà còn ưỡn bộ ngực sữa cao lên, nếu ngươi đã nói như thế ta cũng không để ý, dù sao đỗ tiểu muội sẽ dạy dỗ người đấy. Đỗ ức xương ở một bên vừa nghĩ cơ thể sẽ bị Dương Khai nhìn trộm từ trên xuống dưới cùng nghĩ tới lúc trước hắn cứu mình bàn tay không thành thật ấy. Sắc mặt không nhịn được lại đỏ bừng lên, nhìn bộ dáng của hai người lúc này, Lam Sơ Điệp là một người tâm cơ chuyên dụ dỗ để đoạt lợi ích. Đỗ ức xương lại trong vai một thiếu nữ thanh thuần ngây thơ chưa trải sự đời, đây đúng là khiến người khó mà cưỡng lại. Nhưng đó là nam nhân khác thôi, chứ anh Khai thì lại không thích kiểu con gái này, được rồi được rồi, các ngươi tốc chiến tốc thắng đi. Lúc này cứ như lúc nãy mà làm, Ngươi trông coi ở chỗ này, ta cùng Đỗ Tiểu Muội đi một chỗ khác tắm. Đừng nhìn lén, biết rồi mà nói hoài. Hai thiếu nữ ra phía sau tảng đá từ từ cởi y phục, sau đó nhảy xuống hồ. Làn nước trong xanh mát mẻ tưới lên người hai thiếu nữ tuổi đôi mới phối hợp với làn da căng bóng mềm mại vô cùng muốn giết người. Hai người này dường như không chú ý tới việc anh khai ngồi ở trên bờ mà còn cùng nhau nô đùa, xem chiêu. Nha sư tỷ đừng gây rối nữa. Tiếng nước tí tách hất lên, xuân quang lộ ra để cho mảnh rừng trở nên tươi tắn. Đúng lúc này vị trí canh gác của dương khai tên nhiếp vịnh sắc mặt kích động đỏ bừng từ xa đi tới ngươi cái gì cũng không thấy ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này không được nhúc nhích nếu dám nói cái gì ta sẽ cho ngươi biết tay dương khai im lặng không đáp nhiếp vịnh còn tưởng anh khai sợ mình nên rất đắc chí coi như ngươi còn biết tốt xấu nhiếp vịnh thấy vài bộ y phục ở sau mỏm đá thì sắc mặt lại càng đỏ bừng lên hắn vội vàng ló đầu ra để hóng về phương hướng có hai nữ đang tắm rửa ở nơi xa bóng hai thiếu nữ mập mờ trong làn nước Nhiếp Vịnh vừa định đi tới thêm một chút thì ở phía sau Dương Khai bỗng đột nhiên hét lên, "Nhiếp sư huynh, ngươi chạy sang bên kia làm gì thế?" Âm thanh cảnh báo của Dương Khai vang lên, hai nữ giật mình hơi quay đầu lại, "A à, a à, à. biến thái, Nhiếp Vịnh ngươi!" Cả hai người nhanh chóng ngồi thụp xuống mặt nước che giấu đi xuân quang bại lộ. Mà Nhiếp Vịnh sau khi bị phát hiện thì cũng đã khôn còn dám ở lại đây vội vàng chạy đi. Trước khi đi ánh mắt hắn nhìn về Dương Khai vô cùng cam tức, đồ không biết tốt xấu, ngươi nhất định phải chết, ây dô dô thật không? Một lúc sau, khi không thấy Dương Khai cảnh báo nữa hai người Lam Sơ Diệp cùng Đỗ ức Sương liền vội vàng đi tới sau mỏm đá mặc lại quần áo, Dương Khai cảm ơn ngươi, không có gì. Nhưng đúng lúc này mặt đất bỗng rung lắc kịch liệt, ở nơi xa xa bỗng vang lên thanh âm chiến đấu cùng tiếng gào giống không ngừng. Giết nó đi, tiếng thú gào to hiển nhiên là phát ra từ yêu thú, ở nơi này lại vẫn có yêu thú sao, hơn nữa có không ít người đang chiến đấu với con yêu thú này. Dương Khai, các ngươi cũng đã nghe thấy hả, Tả An cùng Nhiếp Vịnh cũng chậm rãi đi tới, Nhiếp Vịnh khi đối diện với ánh mắt sắc bén như dao của Lam Sơ Điệp cùng Đỗ Ức Xương thì vội vàng quay đi. "Tả An, ngươi nghe được cái gì không?" "Ừm, bên kia tụ tập hơn trăm người, đang công kích một con yêu thú, nghe động tĩnh của con yêu thú này hắn là lục giai." "Cái gì? Lục giai ư? Tương đương tu sĩ thần du cảnh đó, đúng lúc này lại một tiếng nổ lớn vang lên, tình huống như thế nào nhỉ? Các ngươi có muốn qua xem thử hay không? Các ngươi cảm thấy thế nào?" Nhiếp Vịnh ở một bên nghe vậy như bắt được sợi cỏ cứu mạng liền lập tức gào lên, đi chứ, đương nhiên phải đi, bị phát hiện rình trộm hiện tại không đi còn đợi khi nào. Cùng lúc đó tại mảnh rừng bên kia, có hai phe người một xanh một đỏ đang nhìn nhau đối chọi gay gắt, Phương Tử Kỳ, Phong Vũ lâu các ngươi chỉ có chút bổn sự ấy thôi sao, muốn cướp đồ vật trên tay của ta các ngươi còn non lắm. Giải Hồng Trần, ta chỉ không muốn giao thủ cùng ngươi mà thôi, ngươi mới đột phá đến chân nguyên cảnh không phải là đối thủ của ta đâu, đừng có rước lấy nhục nhã, phong vũ lâu thủ tịch đệ tử phương tử kỳ ngươi nói cái gì hừ lăng tiêu các ngoại trừ tô nhan liền không có ai có thể lọt vào mắt của ta giải hồng trần nghe vậy sắc mặt liền bĩnh lại tu vi phương tử kỳ không dưới ta đánh nhau thực sự không chắc có thể thắng hắn đúng lúc này một nhóm người từ xa đi tới giải sư huynh nhiếp sư đệ ồ còn có dương khai nữa à chào sư huynh tốt thấy đám người muốn nhập bọn đỗ ức xương ở một bên liền vội vàng nói nhỏ với dương khai Lăng tiêu các cùng phong vũ lâu chúng ta đang có xung đột, ta chỉ có thể đi qua phương sư huynh, thật xin lỗi, ừ, cứ thuận thế mà theo, ngươi đi đi. Tả an ngươi làm sao đây, là cùng đi theo ta hay là theo Lam sư tỷ? tả an nghe vậy liền hơi liếc mắt nhìn qua Lam sơ điệp, nghe nói giải hồng trần với Dương Khai từng có xích mích. À đàn bà bợ đít nịnh bợ này nhất định sẽ không giúp gì cho Dương Khai, ta không nên dính vào thì hơn, nghĩ đến đây tả an liền cùng với đỗ ức xương đi về phía người của phong vũ lâu. Giải hồng trần, Thứ này còn muốn đánh nữa hay không hả? Phương Tử Kỳ, việc này để sau sẽ bàn, giải mỗ phải xử lý việc nhà trước đã. Lam Sư Muội, đã tìm được chúng ta vậy thì hãy đi qua đây đi, tất cả mọi người ở chỗ này cực kỳ an toàn. Lam Sơ Điệp nghe vậy liền nhìn qua Dương Khai, "Sư đệ, chúng ta cùng qua đấy đi." "Sư tỷ, ngươi đi một mình đi, ta không đi đâu." "Hừ, nơi đây vô số nguy hiểm, Dương sư đệ nếu như ngươi muốn cũng có thể lại đây, dù sao mọi người cũng là đồng môn, chuyện trước kia ta đương nhiên sẽ bỏ qua." Giải sư huynh, ngươi quên là ở trong tông môn hắn đã bất kính với ngươi sao? Ngươi cần gì phải chiếu cố hắn chứ? Để ấy trẻ người non dạ, làm sư huynh nên có lòng bao dung. Bên ngoài miệng thì ra vẻ như thế, nhưng trong lòng giải hồng trần thì đang cười lạnh. Chỉ cần Dương Khai nhập bọn, hắn có vô số cách để làm nhục dày vò Dương Khai. Nhìn khuôn mặt xấu xa đều cáng của hắn thì biết sư huynh thật độ lượng. Dương Khai ngươi còn không thấy tự ti mặc cảm sao? Còn không mau mau quay lại đây dập đầu nhận sai với giải sư huynh? Dương Khai không đáp chỉ hơi liếc mắt nhìn về Lam Sơ Điệp hỏi thăm ý kiến của nàng ta, dù sao thì từ khi vào động thiên cũng là nàng ta làm đội trưởng. "Sư đệ, ta biết ngươi từng xích mích với Giải Sư huynh, nhưng nơi đây nguy cơ trùng trùng, ngươi xin lỗi sư huynh, đỡ hơn so với mạo hiểm mạng sống của mình." "Ha ha, đừng có nói cho ta ngươi không biết ý đồ thật sự của tên Giải Hồng Trần là gì nhé, làm sao vậy?" Lấy ngươi lanh lợi, không khó để đoán được Giải Hồng Trần muốn ta như thế nào chứ nhỉ, muốn đi thì ngươi tự đi đi không cần vì bỏ lại ta ở đây mà thấy ái náy. Bị Dương Khai nói chúng tim đen Lam Sơ Điệp có chút gượng gạo đáp, việc các ngươi đụng chạm vốn chẳng liên quan tới ta, ta cũng không nợ ngươi cái gì. Ngươi đừng nói ủy khuất như vậy, ừm, đường ai nấy đi mà thôi, bây giờ căn bản chúng ta không có do tình gì, ngươi không cần quan tâm. Dương Khai không chút do so dự một mình rời đi, sắc mặt của giải hồng đen như mông chó mực, tiểu tử thối còn dám kiêu ngạo. Ta muốn ngươi chết ngay tại đây, nghĩ rồi hắn liền ra ám hiệu cho nhiếp vịnh, nhiếp vịnh hiểu ý liền bày ra một bộ dáng chính nghĩa sư huynh tên dương khai càn rỡ như vậy để mang mấy người đi bắt hắn quay lại tốt lắm mình ta không tiện ra tay tiện thể các ngươi thay ta giáo huấn hắn một chút hiểu rồi nhìn ba thân ảnh chạy về hướng đi của dương khai lam sơ điệp trong lòng khẽ thở dài dương khai nếu ngươi có thực lực ắt sẽ có người tập trung bên cạnh ngươi để nói chuyện chỉ tiếc ngươi không phải cường giả nàng ta không hề biết quyết định ngày hôm nay chính là sai lầm lớn nhất trong đời của nàng Mặc dù nàng ta chỉ đơn giản là vì mình mà không muốn mạo hiểm, nhưng việc này đã để lại khúc mắc trong lòng Dương Khai, hai người đã xác định mãi mãi không thể trở nên thân thiết. Đỗ ức xương ở đối diện thấy thế trong lòng cũng nhảy lên, vậy mà bọn hắn tranh chấp nội bộ ư, ngươi muốn làm gì, phương sư huynh, mấy ngày hôm trước hắn đã cứu ta. Chuyện của người khác ngươi đừng để ý, nhưng mà, phương tử kỳ ra hiệu cho vài đệ tử gần đó, hai người bọn ngươi để ý nàng, đừng để nàng ta qua đó, vâng nhìn giải hồng trần sắc mặt đắc ý đứng đó phương tử kỳ trong lòng rất khinh thương đã ở đây lại còn nội bộ tranh chấp hóa ra lăng tiêu các cũng chỉ thế mà thôi đỗ ức xương bị ngăn cản không ngừng dãy ruộng muốn thoát ra sư muội g lộn xộn thả ta ra nhìn thấy một màn này tả an vội nói đừng lo hắn tuy rằng chỉ là khai nguyên cảnh thất tầng nhưng mấy ngày nay luôn làm cho ta cảm thấy có cảm giác nguy hiểm nói không chừng lần này kẻ chịu thua thiệt không phải hắn đâu ngươi khẳng định chứ không biết đây chỉ là trực giác, bất quá trực giác của ta chưa từng sai. Cùng lúc đó nhiếp vịnh dẫn theo hai tên đệ tử đã đuổi kịp bước chân của Dương Khai. Dương Khai, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bằng không thì lãnh lấy hậu quả, ha ha, si tâm vọng tưởng. Chư vị sư huynh, tiểu tử này mấy hôm trước được có được một bộ địa cấp thượng phẩm vũ kỹ đó, cái gì, bắt lấy hắn nôn ra phương pháp tu luyện võ kỹ kia, chúng ta đều có lợi nghe thấy dương khai có địa phẩm vũ kỹ hai tên sư huynh liền như ăn máu gà tăng tốc vọt lên dương khai ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao dương khai nghiêng người né tránh một đạo công kích nào ngờ một tên sư huynh khác đã xuất hiện ở sau lưng hắn đánh tới thời khắc nguy cấp dương khai chỉ có thể liên tục lùi lại né tránh công kích thứ hai nhưng cũng vì thế mà hắn lọt vào vòng vây công của ba người dương sư đệ đừng lẩn trốn nữa dương sư đệ ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta đã từng nghĩ tới mình sẽ rơi vào cảnh này chưa gì, dình xem nữ nhân tắm rửa là chuyện tốt sao? Cái này, Dương Khai, ngoan ngoãn nói ra phương pháp tu luyện kia đi. Chúng ta sẽ mang ngươi về giải thích với sư huynh, lại nói hộ ngươi mấy câu, nói không chừng giải sư huynh sẽ tha thứ cho ngươi. Ha ha, ý tốt của mấy vị sư huynh sư đệ xin nhận, nhưng muốn cướp đồ của ta thì phải tự dùng bản lĩnh mà lấy. Hừ, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, đừng nghĩ rằng đồng môn nên chúng ta sẽ không làm gì ngươi. Đừng để hắn nói nhảm, đánh cho hắn tàn phế là có thể ép hắn nói ra phương pháp tu luyện môn vũ kỹ kia rồi ba tên từ ba hướng đồng thời xuất thủ anh khai chẳng hề nao lúng hay lo sợ hai tay siết chặt bắt đầu điều động chân dương quyết đây là lúc thử nghiệm uy lực võ kỹ lấy được trong cự thạch trận dầm dương khai không chút do dự đánh xuống mặt đất mặt đất trong nháy mắt liền nổ tung khói bụi mịt mù ba tên sư huynh kia bị kinh lực cùng khói bụi ép đến không khỏi phải lui nhanh về phía sau không hổ là địa cấp thượng phẩm võ kỹ uy lực thật lớn nhanh bắt lấy hắn Cha hỏi cho ra võ kỹ khẩu quyết, ý, xảy ra chuyện gì vậy? Người đâu, có lẽ hắn còn ở gần đây, mau đuổi theo. Dương Khai Nhân lúc khói bụi kia đã nhanh chóng tẩu thoát rồi nhảy xuống hồ, hồ giữa rừng nhưng không ngờ trong hồ lại có dòng chảy, chẳng lẽ lại có một dòng chảy khác ư? Vừa nghĩ đến đây Dương Khai liền men ngược theo dòng chảy mà bơi đi. Rất nhanh hắn đã tìm thấy nơi đáy hồ có một chiếc cửa hang, mà dòng chảy kia chính là từ cửa hang chảy ra, quả nhiên có cửa động khác. Phù phù Nghĩ tới trước khi nhảy hình như bên bờ hồ có một ngọn núi, hắc động dưới đáy hồ hẳn có thông với sơn động trong ngọn núi này. Bước sâu vào trong thử xem, một đường đi đến xung quanh Dương Khai có rất nhiều thảo dược sống trong hang động ẩm ướt, những thứ kỳ hoa dị thảo này nhìn qua là biết phẩm chất bất phàm, không biết có độc hay không, nếu có tiểu sư tỷ ở đây thì tốt quá. Đúng lúc này ở nơi xa truyền đến một tia ánh sáng, có bảo vật chôn ở chỗ này ư, Dương Khai nhanh chóng men theo ai ngờ đi đến một cái thạch động kín. Ở nơi trung tâm có một bộ khô lâu cùng với một đoàn sáng năng lượng đang lơ lửng, thì ra ánh sáng bắt nguồn từ vật này. Nhìn qua bộ khô lâu giống như cười mà như không, từ trên bộ xương lại không ngừng tỏa ra một cỗ áp bức như mờ như ảo. Bộ hài cốt này lúc còn sống chắc hẳn là cao thủ, ngay cả trong thi thể tan ra một cỗ tà khí làm cho lòng người kinh hãi bất an, ẩm ẩm Dương Khai nghe tiếng động liền đi tới một vị trí trên thạch động, khối cự thạch này chặn đường ra ư? Dương Khai vừa định thử đẩy cự thạch ai rè từ sau lưng một tiếng cười dài quỷ dị không ngừng vang lên. Ha 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 ha, là ai giả thần giả quỷ hả, cút ra đây cho ta, ha 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 ha. Sắc mặt Dương Khai trong nháy mắt tái nhật đi, cả đầu đau đớn như muốn nổ ra, tiếng cười kia là thần hồn công kích ư. Đúng lúc này bộ xương khô mục giữa kia bỗng đột nhiên mở miệng, chàng trai trẻ, ý chí của ngươi không tệ, lá gan cũng không nhỏ, dám nói chuyện với lão phu như vậy, ngươi là ai hả? Ta là ai ư, Lão phu không nhớ rõ, đại khái ta là chủ nhân nơi này, cái gì, ngươi là chủ nhân của cái truyền thừa động thiên này sao? Ngươi có muốn truyền thừa của lão phu không, muốn báo thù những kẻ đã đả thương ngươi không? Muốn đuổi tận giết tuyệt những kẻ đã làm tổn thương ngươi, để cho bọn chúng biết rằng ngươi không phải là kẻ dễ trêu chọc không? Âm thanh kia giống như có ma lực làm dậy lên một cỗ ham muốn dục vọng tự đáy lòng của Dương Khai, Dương Khai không tự chủ được mà đáp, muốn. Trong lòng ngươi có thù hận, chôn giấu rất sâu. Người khác không thể nhìn ra, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, ngươi muốn giết sạch những kẻ xem thường mình, có đúng không? Đúng. Lão phu có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, giúp mong muốn của ngươi trở thành sự thật, ngươi có bằng lòng kế thừa di chỉ của lão phu không? Nếu bằng lòng thì hãy gật đầu, lão phu sẽ mang truyền thừa của mình tặng cho ngươi, đó là một phúc phần rất lớn đấy. Bằng lòng hay không nào, bỏ qua cơ hội tốt này ngươi sẽ phải hối hận cả đời đấy, chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu thôi, đối với ngươi mà nói quá dễ dàng mà. Dương Khai vừa muốn gật đầu nhưng từ trong tâm tâm lại có một âm thanh vang lên không để cho hắn gật, hắn vừa muốn mê muội lại có âm thanh bắt hắn phải thức tỉnh. Sau cùng, Dương Khai cố gắng lấy lại một tia ý chí cắn mạnh đầu lưỡi để cho bản thân tỉnh táo, rốt cuộc ngươi là ai, vừa rồi ngươi đã dùng cách gì để mê hoặc tinh thần ta. Ồ, vậy mà lại cắn đầu lưỡi để thức tỉnh thần trí, về phần lão phu là ai? Lão phu là ai đây nhỉ? Cao thủ thần du cảnh trở lên luyện thành thần thức, chỉ cần thần thức bất diệt thì có thể tìm thân thể để đoạt xá. Vậy tại sao ngươi lại mê hoặc thần trí của ta? Ha 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 ha, lợi hại lợi hại, chỉ là một tên nhãi nhép công lực mới khai nguyên cảnh thất tầng, vậy mà có thể nhìn ra điểm này, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đoạt xá nhục thể của ngươi sao? Hừ, sao ta phải sợ chứ, nếu ngươi thật sự có khả năng gạt trừ tâm thần ta, chiếm dụng cơ thể ta thì còn phí lời với ta như vậy để làm gì? Chàng trai trẻ, ngươi quá ngạo mạn rồi, ba sợi thần thức của lão phu đã ngấm vào trong trí óc của ngươi bây giờ ngươi có muốn phản kháng cũng vô ích, cơ thể của ngươi, lão phu xin nhận vậy. Mơ tưởng hão huyền, Dương Khai vung tay đấm ra một quyền lên bộ xương khô, nào ngờ bộ xương khô tuy vỡ nát nhưng thanh âm kia vẫn còn đó. Dương Khai nhìn lại thì ra thanh âm là phát ra từ đoàn sáng năng lượng kia, đủ quyết đoán, nhưng ngươi chọn không đúng mục tiêu rồi. Khó trách hạt châu kia có thể phát sáng được, thì ra bản thể của hắn ở nơi đấy, Dương Khai quay đầu lao lên muốn tấn công đoàn sáng, nào ngờ được nửa đường thì hắn bỗng đứng ngốc lại, ngươi được đấy. Bên trong tinh thần hắn lúc này một cỗ dục vọng mê hồ nhanh chóng trỗi dậy, Dương Khai biết đây là tên kia đã muốn đoạt xá mình, ngươi cứ mơ đi, kha kha, đã đến nước này rồi ngươi vẫn muốn phản kháng sao, được lão phu để mắt đến là may mắn của ngươi, tên tiểu bối không chịu biết điều. Đoàn thần hồn kia vừa tiến trong đầu của Dương Khai, Dương Khai liền điều động chân Dương quyết phản kháng, ngạo cốt kim thân hóa thành bộ xương khô giả vươn tay muốn bắt lấy đoàn thần hồn, hả, à, đây là cái gì? thân thể có thể cử động rồi, nó đã thất thủ sao? Dương Khai vừa hồi phục thần trí thì đã thấy bên trong cơ thể đoàn thần hồn kia đang bị ngạo cốt kim thân dọa cho khóc như lê hoa đái vũ. Trên mặt nó lúc này đã xanh nay lại còn xanh hơn. Đừng, đây là cái gì? Đừng mà. Ngạo cốt kim thân há ra chiếc miệng toàn răng, đoàn thần hồn kia kinh hãi hét lên. Ta sắp, ta sắp biến mất rồi, đây là công pháp gì? Đúng rồi, không những kim thân có thể hấp thu năng lượng thuộc tính dương ngoài ra còn cả thần thức của lão quỷ này. Thiếu hiệp, thiếu hiệp à, lão phu sai rồi, ngài thả lão phu ra đi mà, lão không dám nữa đâu hu hu hu. Tha ngươi có lợi gì không, có lợi ư, có có có, không biết thiếu hiệp ngài muốn có những lợi ích gì, he he, bản lĩnh của ngươi lớn như vậy, còn muốn hỏi ta sao. Không cần hỏi, không cần hỏi, ta khi còn sống từng sưu tầm nhiều võ kỹ uy lực cực lớn, thiếu hiệp có lẽ sẽ có điểm hứng thú. Đều có cái gì là cái gì, có những cái gì thì nói rõ ra đi, nếu ta hài lòng thì sẽ tha cho ngươi một mạng, chắc chắn sẽ làm thiếu hiệp hài lòng, võ kỹ của lão thấp nhất cũng thuộc huyền cấp đấy. Ồ, võ kỹ phân theo cấp bậc là phàm, địa, thiên, huyền, linh, thánh, võ kỹ huyền cấp, cả triều đại này e chẳng có đến mấy bộ, đúng rồi đúng rồi, có một võ kỹ tên là phệ tâm ấn. Nghe có vẻ như không phải là chiêu thức gì tốt nhỉ, chiêu này uy lực vô cùng, phệ tâm ấn ra, một kích nát tìm, tu luyện khá đơn giản, lấy trái tim của đứa bé, mỗi ngày ba cái, trăm ngày đạt chút thành quả. Đương Khai vừa nghe tới vụ lấy trái tim đứa bé thì tối sầm mặt, đổi đi, à, còn có một bộ võ kỹ tên là Hoa Lạc Hồng. Cái tên này nghe còn được, có chút tình thơ ý họa, tu luyện chiêu này vô cùng thoải mái. Chỉ cần trên giường thải bổ xử nữ, đại khái chỉ cần trăm người là đại thành, ta xem thiếu hiệp hùng tráng uy vũ, không mất bao lâu là có thể luyện thành chiêu này rồi. Nhìn bộ mặt của hồn ma khi nói đến cái này mới vô sỉ làm sao, anh khai nhất mép khinh thường, ta còn chưa phải ngựa giống, đổi đi, lại đổi hà. Còn một võ kỹ tên là hoan hỉ quyền, đổi, lại đổi sao, khi ta còn sống tự nghĩ ra bộ võ kỹ, tu luyện đơn giản, uy lực vô cùng, sau một chiêu đều thì không thể nhúc nhích. Những thứ này là ta công táng tận lương tâm, chỉ có diệt sạch nhân tính cầm thú mới tu luyện. Nếu ngươi chỉ có chút giá trị này thì ta giữ ngươi làm gì nữa chứ, không bằng đem cho kim thân ăn, giúp nâng cao công lực của ta vừa nghe thấy bộ xương vàng kia thì đoàn thần hồn liền tái mặt thiếu hiệp bớt giận chờ lão nghĩ kỹ thêm đã cho lão chút thời gian lão nhất định sẽ khiến ngài hài lòng hừ ta cho ngươi thêm một cơ hội từ từ mà suy nghĩ không cần phải trả lời gấp gáp lão quỷ này không đáng tin cậy không bằng nhìn qua bộ võ kỹ trong loạn thạch một chút dương khai rót nguyên khí vào trong kim nhân dò xét kinh mạch lộ chuyển sau đó thu hồi nguyên khí bắt đầu tu luyện phỏng theo kinh mạch đồ trên nhân ngẫu để vận công Bỗng đột nhiên bàn tay phải của hắn nóng rực lên. Dương Khai đau đớn vội vàng nhìn lại, thì ra trên tay hắn lúc này đã xuất hiện một ấn ký kỳ lạ. Ừ. Dương Khai điều động ấn ký chỉ ngón tay về phía trước, nguyên khí bùng ra tạo thành một đoàn năng lượng đánh thẳng xuống mặt hang động. Ồ, cái này chỉ một cái tùy ý mà thôi, nếu như là nguyên khí toàn thân toàn bộ đánh ra, chiêu này chẳng lẽ là nhất Dương chỉ trong truyền thuyết sao? Thiếu hiệp, hình như lão có biết chút ít về võ kỹ ngài đang tu luyện, có cần lão nói ngài nghe thử không? Nói đi chiêu này tên là tinh ngân sau khi luyện thành sẽ tạo ra một không gian bên trong thân thể uy lực của võ kỹ phụ thuộc vào lượng nguyên khí mà không gian đấy tích trữ được ồ để ta thử một chút dương khai đem 10 giọt dương dịch còn lại bỏ vào trong tinh ngân có thể cảm giác được 10 giọt dương dịch có thể lấp đầy phiến không gian này ồ biến mất rồi sao thì ra còn có diệu dụng như vậy thấy đoàn thần hồn này cũng có chút tri thức dương khai trong mắt liền sáng lên hắn bây giờ chẳng phải là cần nhất thứ này sao tu luyện thì có hắc thư rồi thiếu nhất là một kẻ hiểu sâu biết rộng, hỏi gì đáp nấy, vừa nghĩ đến đây Dương Khai liền để cho ngạo cốt kim thân nói chuyện với đoàn thần hồn. Nếu muốn ngươi nhận ta làm chủ cần phải làm thế nào, thiếu chủ cứ thả lỏng, lão nô sẽ nhập vào trong trí óc của ngài, ngài lấy ra một sợi thần thức khác lên người lão nô. Tốt, nhưng nếu như ngươi lại dùng mấy trò hề như đoạt xá, ta sẽ luyện hóa ngươi ngay lập tức, ể, vậy mà hắn cũng dám đáp ứng. Người này quả là rất quyết đoán, thôi xong em gọi, xong cuộc đời tự do của em gọi, tự do ơi tạm biệt nhé, bắt đầu đi, vâng. Rất nhanh sau đó Dương Khai đã nảy sinh ra một mối liên kết với đoàn thần hồn, vậy là từ nay máy hút bụi Dương Khai cùng với máy hút bụi số một địa ma chính thức họp mặt. Thiếu chủ, đã xong rồi, từ nay về sau sinh tử của lão nô toàn bộ do thiếu chủ quyết định, tinh thần ngươi hình như hồi phục không ít nhỉ, đã dung hòa cùng một sợi thần hồn của thiếu chủ nên ắt sẽ hồi phục lại, nhưng thiếu chủ đừng lo, sợi thần hồn này ngài có thể lấy lại bất kỳ lúc nào, tuyệt đối sẽ không gây ra tổn hại gì đâu, Vậy ư, để ta thử xem. A à, hu hu thiếu chủ tha mạng, lời lão nô nói đều là sự thật, không có chút dấu giếm nào, nếu ngài niệm chút nữa thì ta thần hồn câu diệt mất. Địa ma ngươi đối bản thân mình còn ác độc thế, quả nhiên là tên ma đầu, lão nô từ hôm nay chỉ nghe thiếu chủ, một người hiệu lệnh, cái bí bảo mà ngươi nói ở đâu? Thiếu chủ quay lại, bên trên xương sườn của lão nô, để ta nhìn xem nào. Dương Khai móc từ trong xương sườn của Địa Ma ra một con dao găm, ta khí thật mạnh. Phá hồn trùy từng lấy không ít mạng người, vì vậy sắc khí hơi nặng, lúc luyện chế nó cũng sử dụng không ít linh hồn của người khác nhỉ. Thiếu chủ Anh Minh, chính vì vậy nên bí bảo này mới không thích hợp với thiếu chủ, nếu ngài vẫn cố luyện hóa nó, tâm tính sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nếu có thần hồn của lão nô tiến vào phá hồn chùy thì không phải lo vấn đề này nữa. Quả thật, thiếu chủ muốn luyện hóa nó cũng có thể, chỉ bất quá cần không ít thời gian, hừ, ta không luyện hóa nó, về sau ngươi khống chế nó đa tạ thiếu chủ lão nô vào phá hồn trùy tùy ý thiếu chủ sử dụng mà nói này ngươi chỉ có mỗi món bí bảo này thôi à nhìn quần áo cũng oách sờ loách mà sao nghèo rớt mồng tơi thế trên răng dưới cát tốt à chuyện kể rằng trước đây thật lâu nơi đây từng có trận đại chiến vô số cao thủ vây công một đôi nam nữ trong trận chiến đấy lão nô cũng tham gia trong lúc giao đấu những vật khác đều bị đánh nát rồi cũng chỉ còn lại có cái này và một thân xương cốt không bị đánh nát thôi đại chiến sao kể ta nghe xem chúng ta hầu như toàn quân bị diệt đôi nam nữ đó cũng tử chiến tại trận lão nô mang trọng thương bỏ chạy cuối cùng thì chết ở đây còn lại cũng nhớ không rõ nữa ngươi còn nhớ cái gì nữa không chỉ nhớ là có long có phụ long phụng kết hợp hủy thiên diệt địa lão nô cũng chỉ vì một chiêu đó mà bị trọng thương mất mạng ồ đây không phải là dị tượng trước khi truyền thừa động thiên mở ra sao theo như ngươi nói thì nơi này không phải là truyền thừa của ngươi nhỉ thiếu chủ bớt giận lúc đó lão nô chỉ nói bừa thôi có điều truyền thừa thì có nếu thiếu chủ muốn có nó lão nô xin dốc sức tương trợ. Thôi, khỏi cần, không hứng thú, hự hự, trái tim cảm thấy tổn quá, ta khi còn sống tốt xấu cũng là người có thể diện, bao nhiêu kẻ muốn làm đồ đệ của ta còn không được đâu. Giờ đã rơi vào tay hắn còn bị đà kích không chịu nổi, thật sự là phượng hoàng trụi lông còn không bằng con gà mà. Dương Khai theo chỉ dẫn của địa ma một đường rời đi, đúng lúc này một tia sáng từ nơi xa lao đến. Dương Khai vung tay đấm tới nào ngờ tia sáng này liền lệch hướng này qua một bên, Dương Khai vội vàng vung tay túm qua. Cảm giác như không phải công kích nhỉ, thiếu chủ, đây là huyền cấp thượng phẩm kỳ bảo, Âm Dương Yêu Sâm, ngươi biết nó sao? Âm Dương Yêu Sâm chất chứa âm dương nhị khí, dược hiệu có thể tăng tốc độ luyện, nhưng phải một nam một nữ sử dụng cùng lúc mới có thể hấp thụ dược hiệu. Ừm, thật là nó chạy về phía bên này sao? Không sai, nó từ trên núi chui vào cái hang này, đuổi theo không được để mất dấu, có người tới đây rồi. Ở bên ngoài hang động Hai thân ảnh nữ tử giống nhau như đúc chậm rãi đi tới, bọn hắn nhìn vào bóng người trong hang liền quát, bên kia là kẻ nào? Dương Khai đương nhiên là nhận ra hai người này, chính là Hồ Mị Nhi cùng Hồ Kiều Nhi của huyết chiến bang. Khục khục, hai vị cô nương lại gặp mặt rồi, Dương Khai, lại là tên tiểu tử thối nhà ngươi hả? À? Mị Nhi cô nương, Kiều Nhi cô nương, lâu ngày không gặp, Hồ Mị Nhi thấy Dương Khai hai mắt liền sáng lên như sao tung tăng chạy tới, sao huynh lại ở đây? Vô tình tìm được chỗ này thôi huynh có nhìn thấy thứ gì đi vào đây không có ở đâu rồi ừ cũng chẳng biết tại sao cứ cho vào ngực thì nó lại yên lặng lắm cái gì biết là dương khai đoạt được hai người hồ mị cũng không hỏi đến nữa ngươi đã là khai nguyên cảnh thất tầng rồi sao mới chưa được bao lâu sao đã khai nguyên cảnh thất tầng rồi vậy so với hồ kiều nhi cô nương thì khai nguyên cảnh có là cái gì đâu chứ ừ ngươi vẫn biết điều đấy bên trong hang núi còn có ít kỳ hoa dị thảo hai vị nếu không chê thì cứ hái còn cần ngươi phải nói sao, tỷ tỷ đừng vậy mà, được rồi được rồi. Ba người quay trở lại trong hang động, Mỹ Nhi, khoan vội hái mấy thứ đó, tỷ muội ta đã chạy mấy ngày rồi, kiếm một nơi để hồi phục một chút đã. Hai ngày sau, Hồ Mỹ Nhi cùng Hồ Kiều Nhi đồng thời mở ra hai mắt, sau đó hai người liền đi hái những dược liệu tiên thảo ở bên trong hang động. Chúc mừng hai vị, tốt rồi, hai người này bây giờ như biến thành một vậy chẳng khác gì nhau, khó để nhận biết thật. Bỗng một người nhảy đến nhìn chầm chầm Dương Khai, Giờ ngươi có biết ta là ai không? Kiều Nhi cô nương đúng không? Ngươi đoán mò đúng không? Nếu là Mị Nhi cô nương sẽ không hỏi ta câu này đâu. Ồ, không ngờ ngươi cũng khá hiểu tiểu muội đấy, giúp chúng ta hộ pháp ba ngày, không thể không nói, lần này cảm ơn ngươi rồi, đừng khách khí, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Hai vị cô nương nói ta nghe thử bên ngoài tình hình như thế nào rồi được không? Đừng có xưng hô cô nương này nọ, nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy, vậy kêu Mị Nhi là được rồi nhỉ, Mỹ Nhi sắc mặt hơi đỏ lên nhưng cũng không hề phản đối. Hiện tại thế cục đã ổn định lại, đệ tử ba phái đang tại xung quanh đây vây quét yêu quái thực lực mạnh mẽ, bảo vật trong ngực ngươi kia chính là một trong những thứ mà yêu thú chấn thủ. Có lục giai yêu thú không? Tổng cộng có 9 con yêu thú, cảnh giới của mỗi con đều là lục giai, nhưng vì bị phong ấn quá lâu, vừa mới thức tỉnh nên đám yêu thú này công lực không cao lắm, lúc bọn ta rời đi 9 con yêu thú đã bị giết 8 con, chỉ còn lại một con ở vị trí trung tâm. Đúng lúc này tiếng nổ lớn vang lên mặt đất dưới chân ba người không ngừng rung lắc, người của phe nào to gan như vậy dám chọc giận nó. Yêu thú kia không người nào có thể ngăn, động thủ liền là muốn chết, tiếng gào thét kinh thiên động địa chắc chắn là con yêu thú mạnh nhất kia rồi, qua đó xem đi. Ba người chạy đến mỏm núi nhìn xuống bên dưới sơn cốc, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì sắc mặt Dương Khai đã tái mét, đó là, tại sao lại có thể như vậy chứ? Chỉ thấy bên dưới sư tỷ Tô Nhan đang không ngừng tránh né thế cống của con yêu thú lục dài mà mỗi chùy đuôi của con yêu thú lục dai vung lên lại có một đám đệ tử của lăng tiêu các bỏ mạng tại chỗ người của lăng tiêu các gây với nó sao tô nhan đầu phải người liều lĩnh đến vậy chứ bỗng một thân ảnh nam tử từ phía xa chạy tới kiều nhi anh trai của long huy long tuấn long tuấn có chuyện gì vậy tên ngu sần giải hồng trần dẫn theo một toán người định trộm bảo bối của con yêu thú trong lúc nó đang nghỉ ngơi không ngờ lại mất cả chỉ lẫn trải làm chết mấy tên rồi mới chạy toán loạn cả ra tên ngu xuẩn giải hồng trần ấy còn dẫn yêu thú về phía đám người lăng tiêu các tụ tập nữa chứ, bọn chúng chết chắc rồi. Cái gì? Vậy giải hồng trần lấy được gì rồi? Long Tuấn hơi nhíu mày nhìn Dương Khai, ngươi là tên nào đấy? Trả lời hắn đi, ta cũng muốn biết. Ta cũng không rõ lắm, nhưng theo như giải hồng trần nói ở đó chẳng có gì hết. Không thể không có được, nhất định là đã bị giải hồng trần lấy rồi, hắn không chịu đưa ra thôi, ta cũng nghĩ vậy. Tô Nhan cũng không muốn đệ tử lăng tiêu các thương vong quá nhiều, mới bất đắc dĩ tham gia vào. Hừ, dựa vào nữ nhân mới có thể hóa nguy thành an, Giải Hồng Trần cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi, ta và Phương Tử Kỳ của Phong Vũ lâu cũng nghĩ thế, vốn bọn ta muốn giúp Lăng Tiêu các một tay nhưng Giải Hồng Trần chết cũng không chịu thừa nhận đã lấy bảo bối, thật sự là quá đáng giận. Cùng lúc đó bên trong sơn cốc, Tô Nhan sau một lần né tránh công kích của con lục gia yêu thú kia liền nhìn Giải Hồng Trần tức giận quát. Giải Hồng Trần, ta hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc ngươi có lấy gì của nó hay không? Tô nhan, chẳng lẽ muội vẫn còn hoài nghi ta ư? Nếu ta thật sự đã lấy gì của nó thì sao lại không nói cho muội biết? Ngươi nhớ kỹ cho ta, tất cả các đệ tử Lăng Tiêu Các mau chóng rút lui. Đám người Lăng Tiêu Các đã sợ đến mất hết ý chí chiến đấu nghe Tô Nhan nói thế liền co chân bỏ chạy, Tô Nhan một mình ở lại đối mặt với công kích của con yêu thú lục dài. Hàm răng khẽ cắn, Tô Nhan hai tay nhanh chóng đánh ra ấn quyết, từ trong tay nàng vô số mũi băng hình thành sau đó không chút do dự phóng về phía con yêu thú trong nháy mắt yêu thú bị kìm hãm đó hai tay nàng tiếp tục đánh ra vô số ấn quyết kỳ lạ vô số băng xương từ trong cơ thể nàng bùng ra sau đó hội tụ ngưng kết lại thành một bức tượng băng to lớn phóng ngựa qua đây đi con yêu thú sau khi đánh tan công kích mũi băng liền lao đến mà lúc này thì tượng băng cũng động cùng với yêu thú giao phòng một thú một tượng băng không ngừng rằng co nhưng mỗi một khắc yêu thú bị tượng băng áp sát băng kết theo đó đang nhanh chóng không ngừng lan ra khắp toàn thân của nó đám đệ tử của lăng tiêu các ở phía xa thấy thế liền kích động hô hào sư tỷ sư tỷ mạnh quá cụ ừ, sư tỷ sao vậy bỗng đột nhiên tô nhan ho ra một ngụm máu lớn sau đó cơ thể liền lâm vào suy kiệt mà khi mất đi sự thúc động của nàng tượng băng cũng ngay lập tức bị yêu thú hút tan ra vỡ vụn cả đám đệ tử lăng tiêu các lúc trước còn hô to gọi nhỏ giờ đây mặt đều trắng bệch yêu thú đang lao tới sư tỷ sư tỷ mau tránh đi sư tỷ nhưng tô nhan làm gì còn khí lực nào nữa chứ đành phải chống mắt nhìn con yêu thú ầm ầm phóng tới. Nhưng cũng chính lúc này, một đạo tia sáng vàng vò xuyên qua đám người, thân ảnh của Dương Khai trong nháy mắt đã thúc động đến cực hạn lao đến vị trí của Tô Nhan sau đó đem nàng ôm vào trong lòng. Tô Nhan kinh ngạc nhìn người nam nhân xuất hiện ôm lấy mình, nàng đang định phát tác đến khi nhìn thấy là Dương Khai tâm thần bỗng thả lỏng ra để mặc cho hắn hôn. Hai tỷ muội hồ mị nhi thấy Dương Khai lao đến thì sắc mặt tái mét, là Dương Khai, hắn tới lúc nào, rõ ràng là vừa ở đây mà. Chuyện nói thì lâu nhưng sự việc xảy ra thì vô cùng nhanh. Dương Khai lao đến ôm lấy Tô Nhan cùng lúc con hung thú kia cũng đã lao đến. Hắn ôm chặt Tô Nhan vào trong lòng, dùng tấm lưng của bản thân thay nàng đỡ một đạo công kích này. Cơ thể hai người giống như viên đạn pháo bay vụt về nơi xa. Nhìn thấy sắp tiếp đất Dương Khai một lần nữa dùng lực lật người lại để cho Tô Nhan nằm ở trên, hắn thì dùng lưng tiếp đất. Âm bùm bùm bùm, cả hai người giống như bao cát rơi bình xuống sau đó trượt nảy một đoạn dài, mà trong quá trình đó Dương Khai hai tay vẫn ôm chặt Tô Nhan được hắn ôm vào trong lòng, Tô Nhan không hề chịu một chút tổn thương nào, hồi lực liền ngồi bật dậy quan sát tình huống của hắn. Mà khi con yêu thú kia chuẩn bị phát động một đợt tấn công nữa, cả người nó lúc này do băng kết lúc trước của tượng băng để lại đã bị cố định tại chỗ không thể cử động, mà đám người quan sát cũng nhao nhao chạy đến. Tiểu tử này lại dám bỏ mạng mình để cứu người ta ư? Chỉ là khai nguyên cảnh thất tầng mà dám chống lại một đòn của yêu thú, thật sự can đảm. Tô Nhan điều động năng lượng trong cơ thể nhẹ nhàng ôn hòa rót từng chút một qua cho Dương Khai giúp hắn trị thương. Rất nhanh sau đó Dương Khai liền ngồi bật dậy liên tục ho khan, khụ khụ khụ, không sao chứ? Đứng lên đi. Ừm, Tô Nhan chủ động vươn tay đỡ lấy Dương Khai giúp hắn đứng dậy. Đám người ở xa thấy thế vừa kinh ngạc lại vừa ghen ghét, tại sao vẫn còn sống chứ? Hắn vẫn chưa chết sao? Đỗ sư muội, hắn vẫn còn sống kìa. Ừm, vừa rồi làm muội sợ quá, huynh ấy mà chết thì thật đáng tiếc. Con người huynh ấy cũng không tệ mà. Thật tốt quá, tốt quá rồi, mọi người đều vui vẻ vì Dương Khai còn sống, chỉ có duy nhất đám người Giải Hồng Trần là ngoại lệ. Vì cái gì? Vì cái gì mà mình không kịp phản ứng chứ? Vì cái gì mà hắn lại đạt được diễm ngộ ấy chứ? Lam Sơ Điệp trong lòng khẽ run lên, Dương sư đệ, cuối cùng là ta nhìn sai rồi ư? Trước đây nàng mặc dù có một chút thiện cảm với Dương Khai nhưng vì hắn thực lực yếu nên nàng cũng không hề chú ý quá lớn đến lúc hắn phải đối diện với giải hồng trần, nàng cũng sẵn sàng lựa chọn đứng về phe mạnh hơn là giải hồng trần mà mặc kệ hắn. Nhưng thời khắc này, khi nhận ra một phần thực lực của Dương Khai, nàng đã bắt đầu nghi vấn về bản thân. Mà ở phía bên này, Dương Khai sau khi được Tô Nhan đỡ dậy, nó đang theo dõi chúng ta, Tô Nhan quay qua nắm lấy tay áo của Dương Khai kéo kéo, "Chúng ta mau chạy thôi, ta chỉ có thể băng phong nó trong thời gian nửa chén trà, nếu giờ mà không chạy thì không kịp mất, chạy đi đâu đây, nó không bỏ qua cho chúng ta đâu." vậy thì ta đi đây, ta sẽ dẫn nó đi. Không thể vì mình ta mà liên lụy đến tất cả đệ tử lăng tiêu các được. Ngươi nhìn cái gì? trước danh sư tỷ này của tỷ thật mệt mỏi, muốn ta đứng nhìn chẳng bằng trực tiếp tiêu diệt nó cho xong, giết chết nó ư? nhưng đúng lúc này biến cố lại một lần nữa phát sinh, lớp băng kết bên ngoài con yêu thú đang vỡ ra với tốc độ cực nhanh, tô nhan biến sắc, sao lại nhanh thế được chứ? dương khai kinh hãi vội vàng quát lên với tô nhan, không kịp nữa rồi ngươi tranh thủ thời gian dẫn người lui xa một chút, ngươi muốn làm cái gì, ngươi cứ nghe theo là được rồi. Không biết tại sao giờ khác này khi nhìn thấy ánh mắt đó của hắn tô nhan trong tâm thần lại khẽ run lên, nàng quên mất việc bản thân chính là người dẫn đội của đám đệ tử trẻ lăng tiêu các. Nàng quên mất việc là nàng ra lệnh chứ không phải hắn ra lệnh, nhưng trong đầu nàng lại nổi lên một suy nghĩ rất quỷ dị đó là phải tin tưởng hắn. Không biết từ bao giờ lời nói của Dương Khai lại có trọng lượng đối với nàng như vậy, vừa nghĩ đến đây tô nhan liền ngoảnh đầu về nơi xa hết lớn, tất cả đệ tử lăng tiêu các mau rời khỏi đây. Đám người vừa tản ra, Dương Khai trong cơ thể liền điều động chân Dương Quyết, ấn ký tinh ngân trên mu bàn tay cũng lập tức sáng lên. Nguyên khí ở xung quanh bỗng nhiên sôi trào lên giống như đang hưng phấn vậy, thiên địa dị tượng ư, đây là công pháp gì, thật đẹp. Nhìn công thế trong tay Dương Khai, con yêu thú lục dai lúc trước còn hung hăng bao nhiêu giờ đây lại như có chút run sợ thân hình, chấn động kịch liệt như muốn thoát ra né tránh, đây là võ kỹ gì vậy, lục dai yêu thú cũng cảm thấy sợ hãi sao. Địa ma xuất hiện ở một bên Dương Khai nhắc nhở, thiếu chủ nhớ lấy, cho dù là dùng tinh ngân cũng rất khó dùng một kích giết được nó. Nhưng Dương Khai làm gì còn cách nào chứ, hắn rậm chân thật mạnh cả người bay lên, trong tay mang theo một kích toàn lực ẩm ẩm đánh xuống. Theo lời địa ma biết một chiêu không thể diệt sát yêu thú nên hắn liền hét cho đám người xung quanh, đệ tử ba phái nhanh tới giúp ta. Trong khoảnh khắc khi quyền của Dương Khai đánh xuống, cũng chính là lúc con yêu thú thoát khỏi băng phòng một quyền này thế như vũ bão không chút do dự đánh thẳng xuống đầu yêu thú một tiếng nổ lớn vang lên nguyên khí xung quanh chấn động kịch liệt toàn trường nhìn một màn này mà ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm khá lắm thế gian vẫn còn có võ kỹ như vậy ư phương tử kỳ ta cam bái hạ phong sau khi dương khai tung ra một quyền con yêu thú giống như bị choáng liệt nằm bẹp xuống mặt đất mà dương khai cả người cũng cùng lúc rơi xuống ta đã cạn sức rồi tô nhan hiểu ý vội vàng hét lên đệ tử ba phái qua đây giúp một tay đi Hồ Mỹ Nhi là người đầu tiên tiếp ứng, tỷ tỷ, chúng ta đi giúp chứ. Ừm, Kiều Nhi, cái vũng nước đục này chúng ta không nên nhúng vào, ngươi cầm miệng, tên nhát gan. Huyết chiến bang toàn bộ trợ chiến cho ta, rõ, Hồ Kiều Nhi là ai chứ, nàng là người thực lực mạnh nhất trong lớp trẻ. Còn là con gái yêu của bang chủ Hồ Man, đám người này không muốn nghe cũng không dám không nghe. Trận danh của phong vũ lâu, Đỗ ức Dương thấy vậy cũng vui vẻ hắn lên, sư huynh, lăng tiêu các dương khai đã cứu mạng ta, chúng ta đi giúp hắn một chút đi. Phương Tử Kỳ nghe vậy thì cười híp mắt, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu một lát đi, nhất định là không được manh động đấy. Nhưng lời hắn vừa dứt đã bắt gặp ánh mắt khinh thường đến từ vị trí của tiểu sư muội, trái tim của hắn giống như bị người bóp chặt sắp vỡ tan không chút do dự liền vội vàng quay xe. Bất quá hôm nay kiến thức anh hùng như vậy, phong vũ lâu chúng ta tại sao lại can tâm tình nguyện ở lại chứ? Chúng đệ tử nghe lệnh, đi theo ta tiến lên, để cho bọn họ biết rõ phong vũ lâu chúng ta cũng có anh hùng hào kiệt, đó. Ba trận danh của ba phương vô số đệ tử nhau nhau xông ra, tô nha nhìn một màn này trong lòng cảm thán. Ba phái một mực tranh đấu gay gắt, lại không nghĩ rằng còn có một ngày lại có thể kề vai chiến đấu, tất cả đều là bởi vì hắn ư. Ánh mắt của nàng khi nhìn về Dương Khai bỗng lóe lên một tia ôn nhu, trên miệng không tự chủ mà cong lên nhưng nàng không hề phát giác. Đúng lúc này Hồ Mị Nhi hớt ha hớt hải chạy tới ngồi thụp xuống lo lắng cho Dương Khai, ngươi quá thể hiện rồi vừa mới mạo hiểm như vậy thương thế của ngươi thế nào có đau không để ta giúp ngươi băng bó nhé yên tâm không có gì đáng ngại chẳng hiểu sao tô nhan khi nhìn thấy một màn này trong lòng lại có chút chua chua uổng công vừa rồi nàng còn định tiến lên quan tâm hắn hư một tiếng sau đó nàng liền quay người rời đi lại nói tới đám người của ba tông môn sau một hồi đại chiến đánh đập không ngừng con yêu thú dường như cảm thấy đau đớn liền có dấu hiệu sắp tỉnh lại mau đánh vào đầu của nó trên đầu của nó có nhiều vết thương nhất. Nhìn một lỗ thủng trên đầu của yêu thú đang không ngừng chảy ra máu tươi, đây là dấu vết lưu lại sau một quyền kia của Dương Khai sao? Cái kia rốt cuộc là võ kỹ gì, tại sao lại mạnh như vậy? Đúng lúc này Hồ Kiều Nhi bay đến, nàng không chút do dự ngưng tụ ra một công kích mạnh nhất của bản thân đánh xuống. Phương Tử Kỳ thấy thế cũng liền đánh ra, Tô Nhan sau khi ăn giấm của mỹ nhi cũng bay đến, nàng giống như chút giận vung tay ra là sát chiêu mạnh nhất. Ba người đứng đầu hợp lực công kích vết thương ban đầu của yêu thú do dương khai đánh thủng giờ đây lại càng thủng to hơn máu tươi giống như đài phun nước không ngừng trào ra sinh cơ của yêu thú cũng theo đó dần dần tan biến nhìn con yêu thú đã triệt để mất đi sinh cơ phương tử kỳ trong lòng cảm thán không thôi không hổ danh là tô nhan nếu không phải là nàng ra tay chiêu thức của ta với hồ kiều nhi cũng không nhất định kết liễu được yêu thú này nhìn thấy yêu thú triệt để ngã xuống người xung quanh ai nấy đều vui mừng phấn khởi cả lên mau nhìn kìa yêu thú kia chết rồi Lam Sơ Điệp nhìn bóng lưng của Dương Khai đang được Hồ Mị Nhi chăm sóc băng bó trong lòng khẽ run lên. Dương Khai, không nghĩ tới sư đệ lại có thực lực như vậy. Nếu sớm biết mà nói, nếu ta lúc ấy lựa chọn cùng sư đệ cùng rời đi, người ở bên cạnh hắn hiện tại chẳng phải là ta sao. Cũng hướng mắt đó nhưng đến từ vị trí của Giải Hồng Trần, nhìn thực lực của Dương Khai bộc phát ra hôm nay, Giải Hồng Trần biết đã không thể lại để hắn phát triển thêm nữa. Nếu không chúng ta hẳn phải chết không nơi táng thân, nói rồi hắn liền nhìn qua nhiếp vịnh, ngươi biết nên làm như thế nào chứ hiểu rồi dương khai chết tiệt bây giờ bản thân ngươi dính trọng thương bên người chỉ có một hồ mị nhi ta xem ngươi phản kháng thế nào trong lúc nhiếp vịnh vừa ngưng tụ nguyên khí định vung tay lên đúng lúc này dương khai ngoảnh đầu nhìn lại nhiếp sư huynh ánh mắt ấy vô cùng bình thản dương khai chậm rãi đứng dậy làm cả người nhiếp vịnh khẽ run lên thế thế nào ngươi muốn giết ta sao dương sư đệ sao lại nói chuyện này tại sao ta lại phải làm như vậy chứ ta và ngươi đồng môn sư huynh đệ, ta làm sao sẽ? Sắc mặt của Dương Khai trở nên rét lạnh cùng hung ác, buồn cười, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức nhỉ, nghe hắn nói thế nhiếp vịnh trong lòng lại càng hoảng sợ. Dương Khai một quyền đánh trọng thương lục giai đỉnh phong yêu thú, ta đây nhất định không phải đối thủ của hắn, vừa nghĩ đến đây nhiếp vịnh không chút do dự liền quay đầu chạy đi. Nhưng mà anh Khai sao có thể để hắn chạy chứ, ra lệnh cho địa ma thúc động phá hồn trùy. Một luồng tà khí từ trong tay hắn bắn thẳng về phía nhiếp vịnh đang bỏ chạy, A a a, đây là cái vật gì, đừng mà. Phốc, phá hồn chùy đâm xuyên qua lồng ngực của Nhiếp Vịnh, một cỗ tà khí từ bên trong nhanh chóng bộc phát mà ra bắt đầu cắn nuốt thần hồn của Nhiếp Vịnh. Rất nhanh sau đó địa mà đã mang theo phá hồn chùy bay trở về, ha 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 ha, ăn ngon lắm, thần hồn của ác nhân ăn rất ngon nha, thiếu chủ, muốn giết hắn không, giết hay không giết ạ? À? Ngươi ăn cái gì, thần hồn của Nhiếp Vịnh đúng không? À, Thiếu chủ tha mạng, hừ. Phá hồn trì có thể thôn phệ thần hồn ngươi vì sao lại không có nói cho ta biết? Ngươi còn dám giấu giếm ta? Không mà không mà, thiếu chủ không luyện tà công, phá hồn trì quá mức tà ác, ta sợ thiếu chủ mất hứng mới không có bẩm báo. Ta rất mất hứng, không phải là vì tác dụng của phá hồn trì mà là của ngươi lừa gạt. Lão nô không dám, cũng không dám nữa. Thiếu chủ tha mạng a, lần này ta tạm thời bỏ qua cho ngươi. Về sau ngươi còn dám lừa gạt ta, ngươi sẽ biết hậu quả. Lão nô không dám, lão thể lão hứa từ nay lão chừa lão không dám nữa âu. Địa ma sau khi được anh khai tha liền bắt đầu nịnh bợ lấy lòng nhìn về Lam Sơ Điệp, thiếu chủ, vừa rồi lúc người gặp công kích, đằng sau cái kia nữ oa oa đã nhận ra, ngươi muốn nói cái gì. Lão nô nhìn ra được cái con bé này tư chất cùng ta tương xứng, nếu để lão nô dạy bảo vài năm, ngày sau nhất định sẽ thành một trợ thủ của người, nhưng ta không thích cô ta, ai, quả thực đáng tiếc, mọi thứ tùy thiếu chủ định đoạt. Sau khi con yêu thú lục dai chết đi, Phương tử kỳ liền leo lên đầu của nó bắt đầu mổ xác, có lẽ ngay ở gần đây, rất nhanh sau đó hắn đã moi ra được một hạt châu màu vàng từ trong đầu của yêu thú, là yêu đan của lục giai đỉnh phong yêu thú a, hắc hắc, cái này không biết được bao nhiêu tiền nhỉ. Đang cười khúc khích bỗng âm thanh của Hồ Kiều Nhi vang lên, ngươi sẽ không muốn độc chiếm chứ, ta rất muốn, nhưng ta có tặc tâm nhưng không có tặc đảm a, coi như ngươi còn là kẻ thức thời. Nhưng vừa rồi có thể đánh chết con yêu thú này cũng may mắn nhờ có Lăng Tiêu các dương huynh đệ không bằng huyết chiến bang đem thứ này nhường cho hắn đi, được không? Long Tuấn ở một bên nghe vậy liền phản bác, tuy nói là công của hắn nhưng huyết chiến bang cũng không có nhàn rỗi, cũng có nhiều đệ tử bị thương, chẳng lẽ lại một chút lợi ích cũng không có sao. Cái kia mai rùa nếu như ngươi muốn thì mau cầm lấy đi, dù sao phong vũ lâu chúng ta không có ý kiến gì, hừ, ngươi bảo ta ra tay sao, thứ đó làm sao thu lại được chứ hả? Phương Tử Kỳ không nói thêm gì bàn tay khẽ ném hạt châu bay lên, bỗng đột nhiên từ tám phương hướng khác có tám tia sáng vù vù bay đến đây không phải tám viên yêu đan của lũ yêu thú kia sao chuyện gì xảy ra vậy không đợi cho mọi người kinh ngạc cả chín viên yêu đan nhanh chóng hội tụ sau đó bộc phát ra một cỗ uy năng khủng khiếp mọi người mau nhìn phía trên yêu đan kìa địa ma ở một bên dương khai thấy thấy hai mắt liền sáng lên là thú hồn khai vân trận ồ từ từ giải thích một chút xem nào chín đầu yêu thú tồn tại chỉ là khảo nghiệm thực lực của những người tiến vào nơi này mà thôi nếu như giết không được những yêu thú này trận pháp này cũng sẽ không được phát động. Vậy sau khi phát động thì có cái gì, bên trong chính là truyền thừa động thiên, truyền thừa chân chính. Chẹp chẹp, là truyền thừa chân chính sao, anh khai nghe vậy trên miệng bỗng cong lên một đường cong xấu xa. Lần kết hợp đầu tiên giữa hai cái máy hút bụi này sẽ là cái gì nào, mời mọi người đón xem ở tập 6 nhé, gòi gòi mày xong gòi. Hết tập 5 review, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mụi nhé nhớ để lại ý kiến bên dưới để muội hoàn thiện hơn ở những video sau ạ à. cảm ơn mọi người đã lắng nghe yêu yêu cả nhà chu cà mo chụt chụt chụt